channel One được tài trợ bạn Hoàng Tuấn, và nếu như bạn nào đang quan tâm thì các bạn để xem đường link Facebook của bạn Hoàng Tuấn ở phía dưới. Và ngoài ra nếu như bạn nào đang có nhu cầu ủng hộ mình thì cũng có thể xem đường link Facebook mình để phía dưới phần mô tả nha. Và ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ quan điểm cá nhân của mình về channel One Laravel của nhà Lancôme này, và chúng ta cùng xem là năm 2021 thì channel One này có đáng để mua hay không nha. Trước tiên thì phải nói rằng là đây là một chai nước hoa rất là hot ở trên thị trường châu Âu cũng như là ở châu Á, đặc biệt là ở Việt Nam, từ khi nó ra mắt vào năm 2012. Và đến bây giờ đã có 26 cái phiên bản khác nhau cùng tên với chai nước hoa này để ăn theo cái sự thành công của nó. Và nếu như các bạn mua thì các bạn hãy lựa chọn cho kỹ với 26 phiên bản khác nhau nha. Và ngày hôm nay thì mình sẽ review cái phiên bản gốc này. Đầu tiên chúng ta hãy xem qua về cái ngoại hình của chai nước hoa này. Đây, các bạn có thể nhìn thấy. Cá nhân mình thì mình không thích cái ngoại hình này cho lắm, tại vì cái phần thân chai nó hơi to, nên là nếu như bạn nữ nào mà có tay nhỏ thì cầm nó hơi khó. Tay đàn ông này cầm không được thoải mái và chắc cho lắm. Và mình nghĩ rằng là nếu như cái chai này mà nó làm dài lên một chút, mà cái phần thân chai nó làm hẹp vào một chút thì có lẽ là nó sẽ bắt mắt hơn. Và cái điểm ấn tượng ở đây đó chính là cái nơ, giống như kiểu cái khăn quàng cổ của các quý cô vậy, trông rất đẹp. Và đây thì mình đã xịt chai nước hoa ra đây. Và thực sự là khi vừa mới xịt ra thôi thì một cái mùi hương mình nhận được rõ nhất từ chai Laravel này đó chính là một cái mùi ngọt rất là nồng, dày. Mùi ngọt ở đây thì nó có một cái xu hướng, đó là cái hơi hướng ngọt là ngọt dày đến từ những cái kiểu bánh kẹo, chứ không phải đến từ những mùi hoa quả hay là những cái bông hoa gì đó. Đặc biệt là nếu như bạn nào thích cái kiểu mùi đồ ăn bánh kẹo ấy thì cái mùi ngọt này mình nghĩ là các bạn sẽ thích. Nhưng mà cái mùi ngọt này với cá nhân mình thì mình thấy rằng là nó không được mượt mà cho lắm với những cái chai nước hoa phân khúc thấp hơn như kiểu nhà Montel, con Vanilla Cake các thứ, hay là Chocolate Weddy các thứ, thì mình thấy rằng cái mùi ngọt bánh kẹo ở đấy của nhà Montel làm tốt hơn so với chai nước hoa này. Và ngửi kỹ thì các bạn thấy rằng là nó có một cái chút hơi tươi tươi từ những các loại quả như fruity các thứ, thì ở đây mình không ngửi rõ là cụ thể nó là loại quả gì, nhưng mà xem trên thành phần thì nó có một chút lê, một chút nho đen, nhưng mà thực sự là để các bạn ngửi ra là rất là khó. Và về sau chai nước hoa này dry down xuống thì cái vị fruity ban đầu nó sẽ nhẹ hơn, và cái độ dày của mùi hương nó cũng sẽ nhẹ dần xuống, và các bạn sẽ ngửi thấy vani rất là rõ. Vani ở đây thì có hơi hướng hơi buồn một chút, kết hợp cùng một chút iris, nó làm cho mùi hương có phần hơi tối. Và ở đây thì các bạn sẽ cảm thấy là cái mùi của patchouli nó tạo ra cái vai hơi kiểu ẩm ẩm nữa. Uầy, mùi nhiều đau hết cả mũi các bạn ạ. Và với cá nhân mình thì Lancôme Laravel nó mang đến một cái mùi hương có xu hướng ngọt khá là nhiều, nên là nếu như bạn nữ nào thực sự thích ngọt thì hãy thử chai nước hoa này. Còn nếu như các bạn thích một cái mùi hương nhẹ nhàng thì đây chắc chắn là không phải là một mùi hương mà các bạn nên thử, mặc dù nó rất là hot và đã từng là một chai nước hoa quốc dân của các chị em phụ nữ. Với một cái mùi hương ngọt mà có hơi hướng đồ ăn như này thì nó sẽ phù hợp với phong cách như nào? Nhẹ nhàng, cá tính, hay là tiểu thư, hay là bánh bèo? Mình nghĩ rằng là nó không hợp với những kiểu đấy, mà có lẽ rằng là một chút gì đó kiểu trưởng thành, một chút gì đó kiểu hơi kiểu cổ điển, và chắc là quyến rũ cái kiểu cổ điển kiểu ngày xưa ấy, thì có lẽ phù hợp với chai nước hoa này. Tại vì cách đây khoảng tầm 5 năm, khi mà những khoảng một khoảng thời gian mà chai nước hoa này ra mắt, thì mình ngửi thấy chai nước hoa này rất nhiều ở từ chỗ làm cho đến những chỗ công cộng, hay là kể ra sân bay, thì đây là một cái mùi hương đại khái là kiểu quốc dân, bạn đi đâu cũng có thể ngửi thấy. Chứ mà cho đến bây giờ thì nó cũng đã bớt hot hơn rất là nhiều rồi. Và chai nước hoa này có xuất hiện trong cái video mà top 5 mùi hương hẹn hò first date cho nữ, mà mình có mời bạn Hoàng Hiệp ấy, thì bạn Hoàng Hiệp có ngửi chai nước hoa này và bạn nói rằng là bạn ấy không ấn tượng, và có lẽ rằng là sẽ không thích những bạn nữ nào mà buổi đầu sử dụng chai nước hoa này. Nên là các bạn đang có cái suy nghĩ hay là đang được tư vấn rằng là đây là một chai nước hoa ngọt ngào, sexy, quyến rũ, mà kiểu phù hợp cho những bạn trẻ mà sử dụng tốt trong nhiều thời điểm, thì các bạn nên cân nhắc kỹ nha và thử mùi trước khi mua em nó nha. Về độ bám quả của chai nước hoa này thì mình phải khẳng định một điều là mình vừa xịt một phát thì cả cái phòng này nó đầy mùi của chai nước hoa Lancôme Laravel này luôn. Và cái thứ hai là độ lưu hương ở trong không khí, có nghĩa là khi các bạn xịt
và các bạn đi rồi thì mùi hương nó vẫn còn bay ở trong không khí rất là nhiều, và người khác có thể đi vào, thậm chí là có thể dính cái mùi nước hoa của bạn luôn. Và cái thứ ba đó là độ tỏa hương của nó, thì chắc là chỉ cần 3 shot thôi thì các bạn đi vào quán bar mà nó không gian hơi hẹp một chút thì cả phòng nó sẽ ngập tràn mùi hương nước hoa của bạn. Và nó sẽ như kiểu là tôi đây, tôi đến đây rồi, và mọi người sẽ biết rằng là bạn xịt chai hoa này và biết sự có mặt của bạn. Về cái giá tiền của em nó thì nó có giá trên thị trường khoảng tầm hơn 2 triệu đồng cho một cái phiên bản, đây là 100ml, cũng không phải là rẻ nhở. Nếu như ở trên 2 triệu đồng mình có rất nhiều những cái gợi ý khác mà có lẽ rằng mình sẽ làm trong những cái video khác, nếu như bạn nào quan tâm về những cái mùi hương có tên ứng đồ ăn như này. À quên mất, chúng ta còn độ tuổi. Chai hoa này mình nghĩ là phù hợp với những bạn nữ khoảng tầm từ 25 đến 28 tuổi đổ ra. Và cái thời điểm sử dụng tốt nhất có lẽ rằng là vào mùa đông trời lạnh. Và nếu như các bạn xịt mùi hương này vào mùa hè thì mình nghĩ rằng là không khác gì tra tấn cả. Nếu như bạn vẫn thích xịt mùi hương này thì mùa hè làm ơn chỉ một shot thôi là quá đủ rồi, đừng xịt quá. Và năm 2021 rồi, chúng ta có nên mua chai nước hoa này nữa hay không? Thì với cá nhân mình, mặc dù đây là một chai nước hoa quốc dân, nhưng mà đến nay thì đã có rất nhiều những cái sản phẩm của những nhà nước hoa khác, đặc biệt là ở trong tầm giá tầm 2 triệu đồng, chúng ta có rất nhiều lựa chọn khác mà các bạn có thể thử qua, rồi rất nhiều những cái mùi hương khác mà các bạn có thể tham khảo qua những cái video mình đã làm về top những chai nước hoa dưới 3 triệu đồng cho nữ. Thì mình nghĩ là đó đều là những cái lựa chọn mà hiện nay thì mùi hương nó tốt hơn, bắt trend tốt hơn với chai nước hoa Lancôme La Vie Belle này. Và nếu như bạn đã sở hữu chai nước hoa này thì hãy comment cảm nhận các bạn ở bên dưới, và đừng quên like, share, subscribe kênh YouTube của mình. Và xin chào, hẹn gặp lại, bye bye.